thời điểm này có nên bắt đáy bất động sản hay không? Hi, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư. Thì trong mấy ngày gần đây thì anh chị cũng đã nghe rất nhiều thông tin từ báo đài cũng như là từ các chuyên gia chia sẻ là về rất nhiều thông tin tiêu cực về thị trường bất động sản. Thì thời điểm này thì chúng ta có nên là bỏ tiền ra để mua đất hay không, hay là chờ một thời gian nữa? Và để trước khi mà đi vào chia sẻ về vấn đề này thì chúng cũng dạo qua một vòng về thị trường bất động sản trong khu vực phía Nam. Hiện tại thị trường mà gần chung nhất đó là sân bay quốc tế Long Thành và thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại mức giá ghi nhận ở sân bay quốc tế Long Thành, và cụ thể đó là trong khu tái định cư sân bay, thì dao động từ khoảng là 30 cho tới 50 triệu một mét vuông. Những cái khu vực xung quanh lân cận thì cũng dao động từ khoảng là 15 tới 25 triệu một mét vuông. Và ở khu vực thị xã Phú Mỹ hay là Bà Rịa, thành phố Bà Rịa thì có mức giá dao động từ khoảng là 15 cho tới 25 triệu một mét vuông. Tức là một suất đầu tư một lô với diện tích là 5 x 25, 5 x 30 thì có giá dao động từ khoảng 1,5 cho tới 2 tỷ một lô ở thị xã Phú Mỹ. Thì thời gian gần đây cũng đã ghi nhận một số sản phẩm của một số nhà đầu cơ, nhà đầu tư mà sử dụng đòn bẩy ngân hàng đã có cái hiện tượng là bán tháo, bán cắt lỗ là khoảng từ 10 tới 20%. Vậy thì thời điểm này bất động sản đã ở dưới đáy chưa hay là còn tiếp tục giảm sâu nữa? Và hiện tại theo như cái tình hình mà Trung cập nhật tới thời điểm hiện tại, như là ở trong khu vực sân bay quốc tế Long Thành, và cụ thể đó là khu tái định cư sân bay, thì hiện tại bây giờ lượng mật độ xây dựng, mật độ ở trong đó rất là đông rồi. Và Trung cũng đã cập nhật ở trên cái video trước là mật độ xây dựng này, mật độ kinh doanh buôn bán hay là dân cư là cực kỳ đông rồi. Hay là như ở sân bay quốc tế Long Thành, hiện tại thì cũng đã hoàn thành xong cái hạng mục đó là xây dựng nhà ga sân bay. Và trong tháng 12 là sẽ triển khai hạng mục là xây dựng cái đường băng sân bay. Đó, thì đây cũng là một trong những cái triển khai về cơ sở tầng đẩy nhanh mạnh cái tiến độ sân bay là cực kỳ là đúng tiến độ. Thứ hai nữa là thị xã Phú Mỹ, thì hiện tại bây giờ tất cả những tuyến đường như là tuyến đường 81 hay còn gọi là tuyến đường Phú Mỹ Tóc Tiên, hay tuyến đường Hắc Dịch Tóc Tiên Châu Pha Bà Rịa, hay là một số những cái tuyến đường khác thì cũng đã được đang được nâng cấp và mở rộng rất là nhiều. Hay là cụ thể như là xã Châu Pha gần khu công nghiệp Zona Đề Di, thì bây giờ chính quyền họ cũng đã nâng cấp và mở rộng các cái tuyến đường trong khu trung tâm hành chính, tuyến đường Bàn Cờ họ cũng nâng cấp mở rộng, đổ bê tông, đổ nhựa hết rồi. Thì những cái yếu tố này nó sẽ thúc đẩy cái giá trị bất động sản sắp tới nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Và một điều hiển nhiên đó là gì ạ? Là thời điểm này khi mà lãi suất ngân hàng tăng cao, nhà nước siết chặt, thị trường chậm, thì những anh chị nào chúng ta sử dụng đòn bẩy quá nhiều thì mình sẽ phải bán cắt lỗ. Nhưng mà những anh chị nào mà chúng ta sử dụng tiền mặt, hay là chúng ta có cái dòng tiền mà không quá áp lực về trả lãi ngân hàng, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vấn đề này. Chỉ họ bây giờ họ không bán ở thời điểm này, thời điểm này tôi không bán, qua năm tôi bán, hoặc là thậm chí 2-3 năm sau, 5 năm sau tôi bán. Đó, thì những anh chị đó là mình không có sợ vấn đề là rủi ro. Như là bất động sản thì anh chị nó gọi là có tính chu kỳ, có thời điểm đi lên, có thời điểm đi ngang, và có thời điểm nó sẽ đi xuống một chút. Đó là cái quy luật, cái chu kỳ tất yếu của thị trường bất động sản rồi. Đó, yếu tố thứ hai nữa đó là hiện tại bây giờ thị trường nào. Rất nhiều anh chị khách hàng hỏi tôi là thị trường nào mà có thể đầu tư. Hiện tại tôi cũng nói luôn đó là nếu như anh chị đầu tư đất lớn thì hiện tại bây giờ tất cả các thị trường đều đang chững, đều đang đứng. Đó, thứ hai nữa là nếu như mà anh chị đầu tư vào phân khúc mà đất nhỏ, đất phân lô giá tầm vài trăm triệu hay là dưới 1 tỷ thì anh chị nên đầu tư vào thị trường bất động sản Tây Ninh. Bởi vì hiện tại là thị trường bất động sản Tây Ninh là một thị trường duy nhất trên cả nước mà đang có lượng giao dịch rất là nhiều, rất là sôi động, chứ không có dấu hiệu trầm lắng như các thị trường khác như là Long Thành hay là Phú Mỹ, là Biên Hòa, vân vân. Thì bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là cái mức giá ở trên này nó quá rẻ, nó có vài trăm triệu một nền, 500-700 triệu, thậm chí anh chị đi tìm những vị trí khu Tân Châu, Tân Biên thì nó cũng chỉ dao động tầm khoảng là 400-450 thôi. Đó, mức giá nó quá rẻ và cơ sở tầng trên đó nó cũng làm rất là nhanh. Các tuyến đường như là quốc lộ 22B, tỉnh lộ 781, 788 hay là 784 vân vân thì cũng đang được nâng cấp và mở rộng. Hay là các tuyến đường liên thôn, liên xã cũng đang được triển khai. Đó, rồi là du lịch quốc gia núi Bà Đen hiện tại bây giờ đang thu hút một lượng lớn khách du lịch cực kỳ lớn. Đó, đổ về Tây Ninh.
rồi là về hồ Dầu Tiếng này cũng là một địa điểm cắm trại nổi tiếng này, rồi là trên đó thì yếu tố về về khu công nghiệp này, khu nghiệp Phước Đông với hơn 3.000 hecta, khu nghiệp Châm Vàng này, khu nghiệp Hiệp Thạnh này, Thạnh Đức này, Gò Dầu vân vân, rồi là về cửa khẩu này, rồi là cao tốc qua năm triển khai đó. Những cái yếu tố đó thì anh chị tôi nghĩ là hoàn toàn có thể yên tâm mà mình đầu tư mà không sợ là bị chôn vốn đó. Còn hiện tại bây giờ thì Trung khuyên đó là theo quan điểm cá nhân của Trung á, anh chị có tiền mặt anh chị cứ gom hết đó, có thể qua năm bây giờ anh chị thấy là các cái tuyến cao tốc Bắc Nam các thứ bây giờ đang triển khai như vậy rồi, thì anh chị thử nghĩ là qua năm giá liệu nó còn xuống được nữa không. Trong khi đó bây giờ nhà nước mình đang là một trong những quốc gia mà kiểm soát lạm phát tốt nhất trên thế giới đó. Thời điểm dịch bệnh, thời điểm khó khăn nhất mà nhà nước mình còn kiểm soát được mà kinh tế không khủng hoảng, thì không có lý do gì mà thời điểm này mà dịch bệnh kiểm soát tốt như vậy, chính sách ngoại giao Việt Nam tốt như vậy, chơi với tất cả các cường quốc trên thế giới, từ Mỹ tới Trung Quốc rồi tới Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, chơi hết như vậy. Thế anh chị thử nghĩ là kinh tế Việt Nam có đi xuống được không? Chắc chắn là không được, nói thẳng như thế cho vui đó. Cho nên là theo cái quan điểm cá nhân của Trung thì anh chị nên có tiền là lên đầu tư gom đất càng sớm càng tốt. Đây là cơ hội 10 năm có một đó. Và hiện tại Trung cũng đang có một số vị trí mà mức giá từ dao động từ khoảng 300 cho tới 700 triệu. Thì anh chị nào mà chúng ta đang có mức tài chính này thì hãy liên hệ trực tiếp qua Trung hỗ trợ cho anh chị. Rồi, cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.